chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trào nước mắt trước cảnh chiếc quan tài treo trên gác xếp nơi rốn lũ Quảng Bình. Hình ảnh xót xa trên đỉnh lũ Lệ Thủy, Quảng Bình. Chiếc quan tài treo trên gác xếp sát mái nhà. Người thân liên tục đăng tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ. Hai ngày qua trên đỉnh lũ Lệ Thủy, cộng đồng mạng vô cùng xót xa trước hình ảnh chiếc quan tài nằm trong không gian chật chội trên gác xếp sát mái nhà một gia đình ở thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. Người thân cũng xin sự hỗ trợ từ cộng đồng khi chưa tìm được cách đưa người mất đi an táng vì nước quá cao. Bà Trương Thị Dứa, trú thôn Tuy Lộc, xác nhận hình ảnh trên là của gia đình mình. Người mất là mẹ bà Dứa, tên Dương Thị Hẹ, 74 tuổi. Theo lời bà Dứa, bà Hẹ mắc bệnh đã vài tháng qua. Đầu tuần rồi thì bệnh trở nên nặng nên gia đình đưa đi bệnh viện. Đến thứ sáu tuần rồi, bà Hẹ yếu dần nên gia đình xin đưa về nhà. Một ngày sau thì bà mất. Ngày bà mất, đúng lúc mưa cực lớn ở Lệ Thủy. Nước lũ dâng lên rất nhanh, gia đình không còn cách nào khác là phải khâm liệm rồi đưa quan tài bà Hẹ lên gác xếp sát mái nhà tránh lũ. Cả những người thân cũng ngồi co ro trên không gian chật hẹp đó, không còn chỗ nào để thoát. Đến tối 27 tháng 10, nước lũ lên rất cao, nhà mẹ lại ở nơi quá thấp. Trong nhà nước đã ngập đến 1,6 mét, anh em chúng tôi đã tính phương án đi thuê dàn giáo để bỏ quan tài lên cao. Suốt một ngày đêm, cả nhà như nín thở nhìn con nước, thương mẹ đứt ruột rồi còn bất an vì nước lũ lên, sợ không có chỗ bỏ quan tài, bà Dứa kể. Cũng theo bà Dứa, nơi gia đình dự kiến an táng cách nhà hơn 10 cây số, trong khi nước lũ mênh mông, các tuyến đường đều ngập không thể thuê xe đến chở. Giờ gia đình rất cần sự hỗ trợ của chính quyền trong việc đưa bà đến nơi an táng. Nước đang cao, sóng và gió cũng to. Gia đình chỉ mong chính quyền địa phương hỗ trợ giúp tìm tàu thuyền loại lớn để đưa bà đi, bà Dứa nói. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Dương Công Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy nói chính quyền đã nắm được hoàn cảnh của gia đình này. Khi bệnh bà Hẹ trở nặng vào cuối tuần, chúng tôi đã có liên lạc hỏi có cần đưa bà đi bệnh viện không để hỗ trợ. Tuy nhiên, sau đó lũ lên nhanh quá. Nhóm trực của lãnh đạo xã đã phải dốc hết sức để đi hỗ trợ người dân di tản lên những nhà cao tránh lũ nên chưa cập nhật được tình hình của bà Hẹ. Đến hôm nay nước đã rút được 30 cm, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng gia đình thuê cano từ Ngư Thủy lên đưa người mất đi an táng. Nếu gia đình cần hỗ trợ gì thêm có thể liên lạc trực tiếp với chính quyền xã, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức, ông Nhân nói. Tạm dừng các nhóm cứu trợ người dân vùng lũ Quảng Bình. Khi các đoàn cứu hộ liên hệ để giúp đỡ người thân vùng lũ, lãnh đạo chính quyền địa phương tại Quảng Bình đã gửi lời cảm ơn chân thành và đề nghị tạm dừng việc cứu trợ của các nhóm để đảm bảo an toàn. Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, hàng chục ngàn căn nhà bị ngập nước, cô lập tại các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, Quảng Bình. Với nghĩa tình đồng bào, nhiều đoàn từ thiện nhanh chóng có mặt tại vùng lũ lụt để hỗ trợ công tác cứu hộ, tiếp tế thực phẩm cho người dân. Trong ngày 28 tháng 10, nhiều nhóm cứu trợ thiện nguyện từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác tại Quảng Bình đã đưa xuồng, cano, áo phao và một số nhu yếu phẩm đến huyện Lệ Thủy để giúp đỡ người dân. Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, một số nhóm cứu trợ đã liên hệ với chính quyền để được tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền huyện Lệ Thủy đề nghị tạm dừng việc cứu hộ để đảm bảo an toàn cho các đoàn thiện nguyện. Theo ông Sơn, chính quyền địa phương vô cùng biết ơn sự tương trợ kịp thời của những nhóm thiện nguyện, vượt mưa gió để đến với người dân Lệ Thủy. Tuy nhiên, nước lũ trong các khu dân cư đang ở mức cao, những nhóm cứu hộ từ xa đến thường không quen con nước và địa hình nơi này. Việc xuồng, cano của các đội cứu hộ đi vào vùng lũ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính quyền huyện Lệ Thủy đề xuất khi mực nước đảm bảo an toàn, các đoàn có thể vào để hỗ trợ người dân. Về công tác phòng chống lũ lụt,
hiện nay các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền các xã, thị trấn đang chủ động ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng túc trực 24/24, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Trước đó, huyện Lệ Thủy đã tổ chức di dời 99 hộ dân với 373 khẩu ra khỏi khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Các địa phương tại huyện này cũng chủ động di dời bà con trong các căn nhà cấp 4 đến các nhà dân cao tầng để tránh trú. Với kinh nghiệm cũng như bài học rút ra từ các trận lũ trước, người dân vùng rốn lũ Lệ Thủy đã chủ động tích trữ lương thực, nước uống, phòng tình trạng ngập lụt kéo dài. Đến sáng 29 tháng 10, tại huyện Lệ Thủy, mưa đã ngớt. Theo lãnh đạo một số xã vùng lũ của địa phương này, đến rạng sáng nay, mực nước lũ nhiều nơi đang có dấu hiệu rút xuống. Quân khu 4 huy động lực lượng ứng cứu người dân vùng ngập lụt. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm lượt bộ đội và dân quân tự vệ, tiến hành giúp người dân các xã bị ngập lụt, ghi nhận nguồn tin từ VTV Online. Do ảnh hưởng của bão số 6, từ 0 giờ ngày 26 tháng 10 đến 17 giờ ngày 28 tháng 10, trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to, khiến các sông, suối, nước dâng nhanh, gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Để kịp thời ứng cứu người dân vùng ngập lụt, các đơn vị lực lượng vũ trang của ba tỉnh đã tăng cường lực lượng xuống các địa phương hỗ trợ di dời, bảo vệ an toàn cho người và tài sản. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế huy động hàng trăm lượt bộ đội thường trực và dân quân tự vệ các địa phương tiến hành giúp người dân các xã bị ngập lụt di dời người và tài sản đến nơi an toàn, sửa chữa nhà bị tốc mái, dọn dẹp cây xanh ngã đổ, lưu thông các tuyến giao thông. Tại một số địa bàn bị ngập sâu, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cắm biển cảnh báo, lập chốt, túc trực, không để người và phương tiện đi qua. Riêng tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, gần 1.000 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu đã được di dời đến nơi tránh trú an toàn. Quân khu 4 cũng đã tăng cường kiểm tra các nơi xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tổ chức ứng trực, cảnh báo và sẵn sàng ứng cứu người dân vùng ngập lụt. Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Trị có 25 tuyến đường bị chia cắt, tập trung tại địa bàn huyện Đắk Rông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, gây nhiều thiệt hại về hoa màu, nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn. Trong khi đó, toàn tỉnh Quảng Bình có 69 điểm tại các tuyến đường giao thông bị ngập lụt chia cắt, sạt lở, hơn 17.000 ngôi nhà ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới bị ngập lụt. Trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhiều trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn và 210 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, nhiều cây xanh, cây ăn quả bị ngã đổ gây ách tắc giao thông. Tại tỉnh Quảng Bình, tình hình mưa lũ đang diễn ra rất nghiêm trọng, khiến nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt và chia cắt hoàn toàn. Đặc biệt, huyện Lệ Thủy đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt sâu do mưa lớn kéo dài và nước dâng lên nhanh chóng. Trong chỉ khoảng một thời gian ngắn thì gần như toàn bộ các xã thuộc vùng giữa và một số xã ven biển của huyện này đã bị nước nhấn chìm, gây ra nhiều khó khăn cho người dân. Trước tình hình khẩn cấp này, lực lượng công an huyện Lệ Thủy đã tiến hành triển khai nhiều biện pháp ứng phó kịp thời. Các cán bộ công an xã đã tích cực tuyên truyền và vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống lũ lụt. Họ đã hướng dẫn bà con kê cao đồ đạc và tài sản, cũng như sơ tán đến những khu vực an toàn để giảm thiểu thiệt hại. Công tác hỗ trợ và tuyên truyền được thực hiện liên tục, nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về tình hình và có cách ứng phó thích hợp. Hiện nay, Công an huyện Lệ Thủy đã huy động toàn bộ lực lượng ứng trực 24/24 để theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết cũng như tình hình lũ lụt. Họ thường xuyên thăm hỏi, động viên người dân ở những vùng ngập lụt, đồng thời kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra, lực lượng công an cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm có thể lợi dụng tình hình mưa bão để gây ra những hành vi xấu. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong thời gian này được xem là cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.